Thôi xíu nó hút rồi. 4 lần. Ôi ơi. Trời ơi. Vàng chạy luôn. Ôi, vàng chạy luôn rồi anh ơi. Đang quan để lọt ổ. Ôi ơi. Ôi ơi chạy. Để đi, tung quá tung rồi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Nghĩa mới lấy cây chài đi ra bè chài thử cả nhà. Nghe cá nó ủi quá trời ủi luôn. Cá bự cái nhỏ này trời. Để mua đây. Mua đây cái nè. Nắng quá trời nắng. Trời. Thôi ok đó. Mùa này bắt đầu có cá út lại nè cả nhà. Ơi, dầm cá út ngon á anh. Lúc này canh hoa canh mà nước dừa kém lại phải không? Ừ. Dầm giống ngày bữa. Dầm nước đêm á. Trời ơi, có kìa. 1 2 3 4 5. Mấy con? Có 4 con. 4 con, 4 con. 4 con. Làm cục cái ham không? Cái gì vậy? Ủa dưới đây nó còn ủi ịt ịt luôn nè. Thì chắc bộn rồi quá. Nhiều quá, chạy gì bộn à. Ê, trời ơi, ở dưới cá bự không à. 6, 7, 8, 9. Cá này nhỏ thả ha. Ừ. Cũng út vàng luôn nè cả nhà. Út này cũng ngon. Con đó cũng được. Lấy đi. Lấy đi. Được. Vô, vô, vô. Mày thao đáy vô cả nhà. Được 2 ngút cho bá kìa. Ngút đã chết rồi. Ừ. Mấy cây kìm mẻ cho chắc cú. Ôi sáng này tháo đáy cái cá út con gì mà hả? Lên đầu luôn. Hốt hả? Hai cái tay bẻ giết mà nó bấy sần luôn. Mốt mà sắp tới mùa này cá út dữ lắm. Gì con? Ờ giỏi quá. Tay hết đau hả? Mình là con trai mà mình có sức chơi mình phải có sức chịu. Không có khóc. Kệ nó chút cha nghĩa bắt. Hay mạnh mẽ lên mới mốt mới bảo vệ cho mẹ được. Bắt cua chơi sao bị cua kẹt. Để chân lại nó nha mẹ. Này đi chung bầy nè, bị đâm nè thấy không? Một bầy nữa nè. Nè bị đâm nè cái nha. Đang gom lại cục đó. Mình mẹ nó đang bị ấy nè. Con này mày rớt ra hả? Rút. Út này mới ngon. Mày uống. Được mấy con anh? 9 con. Một chài nữa 9 con cá rồi. Được cái mấy? Cả ký cá luôn. Nè, bẻ ngay con này giùm em coi. Dạ. Rồi con đó nữa 10 rồi. Nhờ làm cái đẹp đẹp. Giờ mình chạy cái chiều im im chạy cái nữa. Yeah, đẹp không? Đẹp. Quay như cái bánh. Có điều này cái chạy chợ nó bung không hết cái nóc. Để nó gom hết. Ngoài đây thì nó mới gom bằng trong này. Mà trong này lúc này cha can lưới ra hết lòng luôn. Cha còn chừa lại lòng nó lặn câu cái nâu đó. Đây, có này, có nè. Có à. Giờ giật 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 nữa thấy không? Ừ. Nè, anh trùng lại mới thấy nè. Ừ. Út bự đi, ít ít cũng được, mà bự là được. Đây. Một con. Nghe ủi quá mà không lẽ. Vô chính giữa làm cái nữa đi anh để nước chảy á. Con còn một à? Hai con. Con. À à hai con. Hai con. Vô chính giữa làm cái nữa ngay đó đó. Chạy trong lòng này phải canh. Làm chạy 4-5 kg thôi.
Được, đã có. Đã có đợt rồi đó. Trời ơi, hình trái tim luôn rồi. Nhiều khi xấu xấu rồi đó, mà có đó. Ê, cái này đưa năm đầu bỏ nhẹ xuống cá nó đâu giật mình đâu, nó chạy. Bốn góc. Ừ. Được ha. Gom chài vậy cái này. Trời ơi, mạnh luôn, mạnh luôn. Chạy méo méo gì mà dữ vậy ta. Không mắc mấy cái lồng này chài ngon nè. Nhưng mà phải có lồng nó mới gom lại. Thì nó ngoài sau lồng này là được rồi. Mấy con đây. Ôi. Một, hai. Hai con. Hai con. Có hai con. Còn chắc chắn là sẽ còn. Rồi. Rớt hả? Ừ. Nó nằm ngay nó nằm dở cái là vậy đó. Ừ, nó nằm ngay chính giữa. Đung xuống đây cái nó xuông đi xuống rồi. Trời ơi. Con ba. Cũng con cũng trọng. Ba con thành hai. Kiên chạy hai con thì cũng được luôn. Mang được. Đây hai con này bự hơn hai con nãy nha. Ừ. Nè nè. Có nè, chài này bọn nữa nè. Nắng quá trời nắng luôn. Nắng chịu không nổi luôn. Chài có mới chưa bỏ ra quay. Ê, giờ mình quay lại lồng đó mình kích cái nữa. Lúc nào cũng cho rung lên đây ha. Đây nữa nè, hai. Đây ngày mình chạy hết gì kiếm cá bán được. Ba nè. Ôi, chạy nó bổn nha. Bảy con. Ba với bốn. Ba với bốn là bảy rồi phải không? Con. Ừ. Bên đây con hai con nữa. Chín. Chín con. Ừ, xém chút nữa đi đạp nó là lấy vốn. Bẻ ra rồi. Chị đâu lấy vốn? Chặt giò. Thế đạp cây thì chặt giò. Chặt giò chả ăn cá. Cá người ta để chơi chơi mà đi mà không chịu né ăn cá người ta mà sao con cá nó né cái chân cân được. Đúng không? Đúng không anh? Nó phải né con cá chứ sao con cá né nó được. Là lỗi tại cưng, không phải lỗi con cá. Nên cưng phải chặt giò đền cái gai lại. Ơi có cái gai không mà chặt giò hơn. Khi ta nằm đó mà đạp người ta. Con nó một bé chưa? Đó. Đó. Bọng luôn. Này con nó nè. Nè hồi sáng cái thứ quỷ này nè. Hàng ngàn con. Rồi. Nó còn sống nè, nó bơi. Bơi ra. Hai. Một. Ba. Nó ra luôn ha. Ừ. Cái tùng này lớn quá trời luôn mà nó không xuống tùng mà nó đung thẳng xuống hay thật ha. Ấy dội ngay đây nè. Đạp cái chết luôn. Đi vô chừng. Đến canh nè. Canh chạy vô cái phi. 5 mét vuông đúng không? Chạy 4 mét rưỡi rồi. Vô phi. Trời hay dữ trời. Từ qua đó 4 mét rưỡi nha, còn bị ngang chưa đâu. Hồi nãy méo méo còn được nhiêu? 3 con hả? Ừ. Giờ tròn tròn này phải 4 con. Nước mà nó không chảy là còn hoài luôn á. Nó cứ ngầm 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 đây còn nữa. Nè 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 nè. Thấy là có giật rồi đó. Ôi mạnh luôn. Ôi quá trời luôn em ơi. Quá trời. Vô nữa. Vô nữa Phượng ơi. Kéo này kéo chậm chậm này. Vô. Mình chạy ngoài kia cái trốn nó chạy vô đây. Kéo chậm chậm này.
lên nè. Chài này chắc dễ ăn hơn câu cá ngát rồi. Nước này chắc câu cá ngát hết rồi. Có một, chỉ một em duy nhất. Ăn đâu, mẹ đun nhiều lắm à. Chỉ một đêm chi. Cá con. Cá con kìa. Ủa. Chị nói. Nó. Ủa nãy nó ra ta. Không lẽ không trắng. Chạy có rách không? Không. Ủa nó đun nhiều lắm á. Hay là cái lỗ này bự quá, vô cá nhỏ. Vô cá nhỏ nó ra. Chài này nếu mà banh ra lỗ bự lắm. Ừ. Nghe rụp 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 luôn. Con một, hay quá. Ơi, đâu có con cái khác nổi kìa. À, dục. Quá chiến này em ơi. Ừ. Dữ dằn luôn á. Từ sáng giờ chạy này là dữ nhất á. Phải không? Thiệt không trời. Ơi! Nghe nó quậy tung chạy luôn mà. Ừ. Nè, kéo lên tới đây mà nó còn tung ngầm ngầm luôn. Ừ. Đó, nghe kêu không? Trời ơi. 1, 2, 3 con. Dưới đây giữ luôn. Thì thôi xíu nó hốt rồi. 4, 5. Trời ơi. Trời ơi. Dạng chạy luôn rồi. Dạng chạy luôn rồi anh ơi. Đang hoàng để lọt ổn. Trời ơi. Trời ơi chạy. Trời ơi. Ủa, chạy ra luôn. Nè cha coi nè. Trời ơi. Không biết nè. Cô không biết. Không biết luôn. Trời ơi. Vừa để xuống nó tung ầm 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 luôn. Trời ơi coi nè. Ủa cái này mà văng lưới là trúng luôn á. Nước, nước chiều mai xuống lưới được. Một chài này mấy ký luôn. Hết nói thì chứ. Mê luôn rồi ơi. Đó giờ mới đụng chài này dữ nhất nè. Tao ấy cá tao để ngô này cho mày câu luôn à. Thôi vô bẻ gai, tranh thủ bẻ gai quất cái nữa. Ừ. Nội ơi, chài gì hết. Nói anh để xuống lạnh nghe nó rau rực cả trống luôn á. Cái này là ngay điểm luôn à. Ghê thiệt chứ. Ê con, gì con? Rồi đi đi nè, ra đây coi cha nghĩa gỡ cá quá trời luôn nè. Cái này thêm đón bao nhiêu con? Ừ, nó ăn nhiều lắm. Ra con, ra con. Ra cái này con. Còn cả ba chục con á anh. Sợ có hơn. Ba chục ba mấy con. Chài này 4 kg cá. Ghê quá. Kỷ lục luôn á. Nay nó về ghê ha. Ừ. Vậy mà câu nhiều khi nó ăn lắm á không? Ừ. Nó út về bè rồi. Nội còn bẻ gai không cũng mất thời gian. Cái thau lại. Thôi rồi. Cái thau bị lúng đít. Lúng hả? Ừ. Kẻ không sao á. Lúng ít à. Ừ, nó ăn rút nó nấu ra nè. Điểm xài ra xíu liền ra. Coi gì này. Con kỹ không? Con nào bẻ hết con đó phải không? Ừ. Lâu lắm rồi mới quất được chài khủng. Mà mấy chớt cỡ này cũng đâu có nhiều nữa nè. Ừ. Để em lấy thùng nước chiên. Ngoài đây mới đi. Cái chài vậy đó. Hả? Làm cái giống vậy nữa đóng đáy xong đi về bán luôn. 10 kg. Sáng cũng 2 3 kg rồi. Ngày sáng mày chài cũng kiếm 2 3 kg rồi. Ôi. Tại em lấy nước nhiều quá anh. Vậy. Bỏ nhẹ nhẹ vô anh thử thải nó cái nó nhảy vô. Cái chài nó xấu mình.
một tống luôn. Một tống luôn. Cái trời nó bắt ra ngoài. 10 đĩa. Sống mình luôn. Đâu, đâu nó mẹ nghe coi. 10 đĩa. Rồi nó bay ra kìa. Vậy để mất nước ra bớt. Cái da trơn dữ trời, nhớt quá trời. Trời ơi, có con cá này bự nhất luôn nè anh. Nè, có con này nè, 300 giám á. Út này là út đầu đàn nè. Nè, còn 4-5 ký cá. Dữ mẹ quá trời cá luôn á mẹ. Cha mẹ giỏi không? Mẹ, con đó ăn uống trời bá luôn kìa mẹ. Hay con ăn uống trời bá luôn á. Nói tiếng gì vậy trời? Mẹ, mẹ, ủa con đó là con đậu hả mẹ? Đúng rồi. Đại ca nè, con này dẫn con này đi nè. Con này ba lạng thôi. Hết biết rồi chứ. Làm tranh thủ làm cái nữa đi. Ôi cái này còn 5 ký cá. Rỡ luôn. Ngày em đi bác làm thêm cái nữa. Thêm cái rộng nữa thì sao giờ. Ơi đặt lừ luôn à. Nãy giờ mình gỡ cũng lâu lắm á. Giờ nó tụ nữa mà. Ôi ôi. Cái này là 1 ký rồi nè. Ừ. Quá dữ rồi. Vàng chân con. Vàng chân, vàng chân. Vàng chân con. Vàng chân luôn rồi. Ê trời ơi, được luôn nè. Không? Phải một nửa hồi nãy. Quá trời rồi. Chiều mai là dầm lưới được rồi. Rồi. Quá khủng khiếp. Không bằng nãy chứ cũng phải một nửa. Ừ. Rồi. Lấy cái kèm đây, bẻ phụ anh. Phượng xuống, Phượng thấy này Phượng mê luôn. Tiếp. Ủa mấy con nó nhỏ kìa. Đụng lên không rồi, đã ký rồi. Ừ. Mấy con nó nhỏ kìa, hả nó luôn đi. Tôi kiếm cho. Cá cũng múc hoài vậy. Múc hai con. Ủa chị cho mấy con đấy vậy? Chứ nói luôn hả? Trả không xin? Trả. Vô mánh rồi. Vô mánh rồi, có tiền mua sữa uống rồi. Ngày nay cũng hơn 10 ký. Có tiền mua xe 2 uống rồi. Ve đi. Cổ tay. Làm hai chài chắc được. Nó đi lửng 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 trên mặt cá chứ không phải là nó đi sát với đá.
con cá út này đi lửng mà. Hay là xuống lửng lửng là ảnh rớt rồi, ảnh tung rồi. Chài này cũng phải gần 3 kg ha. Ừ. Quất 2 chài cái rồi 7-8 kg cá. Đặt ngẹt luôn. Nổi đầu luôn. Đặt lên luôn rồi. Hết chỗ, hết chỗ chứa luôn. Lát em nói cha đi thả lưới. Cha lấy tay lưới cá đối đó cha thả. Dính. Thả dính như đây cá. Trời ơi, ba cái gai này. Cái vội rau mà chia cho sạch đó. Đi mà sóc một cái nữa. Kịp cái nữa nè. Làm cái nữa đi, em kéo. Chỗ này là nó gom nhất. Làm cái nữa. Ôi đẹp. Hay quá anh ơi. Phát nữa đi ông đái luôn. Lát em thưởng. Khoan đợi chút. Bữa nay dài cá út ngon hơn ông đái rồi. Đi hết luôn. Rồi nghỉ. Ủa, đây chuẩn con. Trời ơi, còn gom được con nữa. Dữ thiệt. Nước chảy là không có à, ngộ. Đi hết rồi. Cái con cá út này mình nước im mình mới chài được cái nha. Còn nước chảy chảy là nó đi đâu hết trơn. Chài không có, nó không có gom. Giờ này cũng chiều rồi. Bữa nay làm 2 cái chài cuối quá trớn. Tổng cộng ngày nay chắc phải chục ký có hơn à. Đặt lên luôn. Thấy mê không? Cá út con nào cũng lấy mập ú luôn à. Mấy con bự đã ghê luôn. Này mà nấu canh chua. Nấu canh chua hoặc là nấu lá me, canh chua thơm rồi. Ngon. Mình kho lạc, kho nguyên con. Thôi, giờ cũng trễ rồi cả nhà ơi. Tắm rửa nghỉ ngơi luôn. Rồi đến đây Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.